Xin chào các bạn, trước màn hình là hai cây iPhone XS nhưng mà điểm khác nhau đó chính là một cây còn Face ID và một cây không còn Face ID. Đây, mình sẽ mở lên cho mọi người cùng xem. Và tất nhiên là giá của một chiếc điện thoại không Face ID thì nó rẻ hơn rất nhiều so với một chiếc điện thoại còn Face ID ha. Cái lý do mà không Face ID á, thì nó có rất nhiều lý do, có thể là máy bị rơi rớt, hoặc là máy bị lỗi kỹ thuật, hoặc là máy đã được sửa chữa. Thì trong trường hợp cụ thể đối với cái cây điện thoại không Face ID này thì là do tự thân nó bị hư thôi. Lý do là cái dòng Face ID nó vẫn còn xanh nè. Khi mình bấm vào nó vẫn hiện như bình thường. Nhưng mà cái hư Face ID thì khi mình đưa khuôn mặt mình vô thì nó sẽ báo là không tìm thấy khuôn mặt. Đó là chức năng lỗi kỹ thuật ha. Còn khi nào mà cái Face ID mà nó không hiển màu xanh mà nó hiển thị màu xám luôn thì chứng tỏ là cái Face ID đó đã bị hư rồi. Còn hiện tại là cái Face ID này chỉ bị lỗi thôi. Và giá cụ thể của một chiếc iPhone hư Face ID như thế này á, máy còn rất là đẹp, bản 256GB quốc tế ha các bạn ha, giá chỉ có hôm nay là 10 triệu rưỡi thôi. Còn với một cái cây mà không hư Face ID thì giá nó phải là 13 triệu. Máy thì vẫn sử dụng bình thường full mọi chức năng. Khi mà các bạn cần mở khóa màn hình thì các bạn có thể cài đặt mật khẩu ha. Thay vì sử dụng Face ID thì mình sẽ dùng mật khẩu ha. Máy vẫn không có bị lỗi bất cứ cái gì khác, vẫn sử dụng trơn tru hoàn toàn như những máy bình thường. Chỉ có điều là khi mở khóa mình sẽ không dùng nhận diện khuôn mặt nữa mà thôi. Tiết kiệm được rất là nhiều. Nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng một máy như thế này thì liên hệ ngay với mình nha. Xin cảm ơn mọi người.